Đàn ông U60 tuyệt đối không được phạm phải trong đời, nhất định phải nghe để tránh. Kính thưa quý vị, giữ bản thân trong những năm tháng đỉnh cao của công danh và sự nghiệp, nửa đời sau mới mong bình yên, hạnh phúc. Khi bước vào tuổi trung niên, mọi người, đặc biệt là đàn ông, nên cố gắng tránh xa năm điều sau đây để khỏi hối hận không kịp. 1. Tránh xa những cuộc nhậu nhẹt vô bổ, chú ý giữ gìn sức khỏe. Những cuộc tụ họp ăn uống nhậu nhẹt đối với một số người là thời điểm để thư giãn, vui vẻ bên bạn bè. Tuy nhiên, không phải cuộc vui nào cũng lành mạnh. Ngoại trừ những bữa cơm gia đình đoàn tụ, bạn bè thân thiết lâu ngày không gặp, thì những buổi tụ tập khác đều vì những mục đích riêng. Bề ngoài, đó có vẻ là cuộc vui thông thường, nhưng rất có thể những kẻ tâm cơ sẽ lợi dụng nó để làm hại tới bạn. Người ta vẫn hay nói, dựa vào lời ta. Trong những cuộc vui quá chén, rất có thể bạn sẽ nói ra những lời không nên, gây tổn hại không chỉ tới người xung quanh, mà còn gây hại tới chính bản thân mình. Không những thế, đối với những người trong giới kinh doanh mà nói, tiệc rượu là điều không thể tránh khỏi. Những mánh khóe lừa lọc rất có thể xảy ra trong những bữa tiệc với đối tác như vậy. Những cuộc nhậu nhẹt vô bổ, ngoài việc làm ảnh hưởng đến mối quan hệ và sự nghiệp, nó còn ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Tác hại của rượu bia đến cơ thể không thể thấy rõ được. Tuy nhiên, một khi bước vào tuổi trung niên thì những vấn đề gây ra do rượu bia mới biểu hiện rõ ràng nhất, đặc biệt là những bệnh lý về gan, thận, tim mạch. Ở tuổi trung niên, bạn có thể làm gì nếu không sở hữu một cơ thể khỏe mạnh? Bạn không chỉ khiến gia đình lo lắng, mà đoạn cuối sự nghiệp của bạn cũng sẽ dần sa sút. Thêm vào đó, khi bị ốm đau bệnh tật dày vò, đến lúc đó, dù có hối hận cũng không thể kịp nữa. 2. Tránh xa những cuộc tranh đấu, học cách lùi để tiến. Trong cuộc sống cũng như công việc, chắc chắn sẽ có những lúc bạn bị cuốn vào cuộc chiến, có thể là những mâu thuẫn với người thân trong gia đình hay là cạnh tranh với đồng nghiệp trong công ty. Và điều mà hầu hết tất cả mọi người sẽ mắc phải, đó là xu hướng làm mọi cách để trở thành người chiến thắng. Đối với người trẻ mà nói, mong muốn mãnh liệt trở thành người chiến thắng là điều vô cùng dễ hiểu, bởi tuổi trẻ thường đi liền với sự hiếu thắng, thích thể hiện bản thân. Nhưng khi tới một độ tuổi nhất định, bạn sẽ nhận ra không nên cố gắng trở thành người chiến thắng một cách mù quáng. Khi đến tuổi trung niên, con người không nên bị thắng thua ám ảnh, mà cần phải giữ bản thân ở trạng thái trầm lặng, điềm đạm. Thực tế, việc nhận thua hay thất bại có thể sẽ tạo gánh nặng lên tâm lý. Nhưng nếu cứ mãi chìm trong vòng luẩn quẩn của suy nghĩ hơn thua, cuộc sống của bạn và những người xung quanh sẽ vô cùng mệt mỏi. Học cách buông bỏ, đối xử tốt với bản thân và mọi người xung quanh thì tự nhiên cuộc sống của bạn sẽ trở nên hạnh phúc và tự do hơn bao giờ hết. 3. Tránh xa những cuộc tình ngoài luồng nếu không muốn đánh mất bản thân. Chắc hẳn nhiều người cũng đoán ra cuộc tình không đúng chuẩn mực ở đây là đang nói tới mối quan hệ ngoài hôn nhân không đúng với chuẩn mực đạo đức xã hội. Tất cả những người không thể đi bên bạn cả đời đều là những người không đáng tin cậy. Nhiều người có mối quan hệ ngoài luồng bao biện rằng cuộc sống hôn nhân của họ không hề hạnh phúc và nói rằng những người thứ ba kia mới chính là tình yêu đích thực của cuộc đời. Hậu quả là mất tất cả gia đình, sự nghiệp còn mang tiếng xấu muôn đời. Ngoại tình là bản năng, còn trung thủy là bản lĩnh. Tuổi trung niên nên hiểu rằng gia đình hòa thuận mới là điều quan trọng nhất. Khi bước vào tuổi trung niên, người ta sẽ hiểu không nên xem nhẹ mối quan hệ trong gia đình, thì phải coi hạnh phúc gia đình là một mục tiêu để phấn đấu. Nếu gia đình tan nát, vậy cố gắng để kiếm tiền có lợi ích gì? 4. Tránh xa những trò lừa đảo gây tổn hại tới lợi ích của bản thân. Đến tuổi trung niên, bạn cần phải học cách giữ bản thân tránh khỏi mê hoặc từ những trò lừa đảo để không vô tình đánh mất chính mình. Có làm thì mới có ăn, không xưng ai dễ đem phần tới cho.
làm người thì phải chăm chỉ kiếm tiền, có nỗ lực thì mới gặt hái được trái ngọt. Đừng bao giờ nghĩ mọi thứ có thể tới với mình một cách dễ dàng. Có thể kể tới câu chuyện của Tiểu Kỳ trên đường đi làm về, ngang qua một cửa hàng và nhìn thấy dòng chữ Big Sale. Không kịp suy nghĩ, cậu ấy chạy vội vào và mua rất nhiều thứ. Cuối cùng, sau khi về tới nhà, Tiểu Kỳ nhận ra nhiều thứ mình mua chỉ còn 1-2 ngày nữa là hết hạn sử dụng. Ngoài ra, mấy bộ quần áo mà cậu mua cũng đều không mặc vừa. Những thứ này đang được khuyến mãi nên đều không thể trả lại được. Đến lúc đó, Tiểu Kỳ không còn cách nào khác, chỉ trách bản thân mình quá tham lam, dễ bị lừa. 5. Tránh xa vùng thoải mái, thử thách bản thân mình mọi lúc. Nhàn cư vi bất thiện. Có người nói rằng, muốn hủy hoại một người rất đơn giản, chính là để cho người ấy lúc nào cũng nhàn rỗi, không làm bất cứ việc gì. Chỉ khi giữ cho bản thân bận rộn, bạn mới có thể tìm thấy được vị trí của bản thân, trải nghiệm niềm vui kiếm tiền và thể hiện đúng giá trị của chính bạn. Khi bước vào tuổi trung niên, đó là không còn là lúc bạn phải chật vật để kiếm tiền. Nhưng bạn cũng đừng để cuộc sống của mình sống quá thoải mái. Hãy dám thử thách bản thân. Mỗi một thử thách, bạn sẽ nhận được một điều mới cho bản thân, khiến cuộc sống ngày càng trở nên tốt đẹp và tràn đầy hy vọng. Để đạt được mục đích, thu lợi về cho mình. 5. Người hứa hưu hứa vượn, đem lời nói làm trò tiêu khiển, vui đùa, thuận miệng hứa hẹn rồi không thực hiện, nói không giữ lời. 6. Người mà chuyện gì cũng tính toán chi đi, lúc nào cũng lo sợ bản thân sẽ phải chịu thiệt thòi, hành vi mờ ám, thủ đoạn bất chính, giống như phải chiếm được lợi ích rõ ràng mới khiến họ cảm thấy yên vui. Loại người này kết giao có gì tốt? 7. Người không có lòng thương người không thể kết giao. Họ hoặc là tâm địa độc ác, hoặc là ích kỷ vô cùng. Làm bạn với người này giống như làm bạn với sói. Cổ nhân dạy, muốn cuộc sống tươi đẹp thì đừng kết giao với 15 người này. 8. Người tham phú phụ bần, đối đãi với người khác mà phân biệt sang hèn. Giàu thì nịnh bợ yêu thương, nghèo thì khinh khi bạc đãi, không thật lòng đối đãi với người khác. 9. Người nham hiểm, lòng dạ khó lường là loại người mà cổ nhân dạy nên tránh xa, bởi thâm sâu khó đoán, thường xuyên tính kế, không biết lúc này hay lúc khác sẽ ngầm hãm hại mình để đạt được mục đích. 10. Người mà lúc nào cũng than thở và oán trách số phận hay oán trách người khác.